Dù là đầu tàu phát triển của cả nước, nhưng tỷ lệ phủ xanh đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh hiện lại thấp nhất, chỉ đạt 0,57 m² trên đầu người. Thời gian qua, để tăng mảng xanh giữa lòng phố, nhiều tổ chức và cá nhân tại địa phương đã vào cuộc. Nhờ sự chung tay nỗ lực, nhiều khu phố xanh, con hẻm xanh, nóc nhà xanh, vườn rau xanh đã và đang được hình thành. Nhiều bãi rác, khu đất bỏ hoang cũng đã được người dân hô biến thành những công trình ý nghĩa. Tất cả đều là những mảng xanh quý giá giữa lòng thành phố. Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất là một trong những con hẻm xanh quý giá nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Suốt 6 năm qua, từ ngày gây dựng phong trào lan tỏa lối sống xanh, chị em phụ nữ của khu phố có tới trên dưới 400 hộ dân này đã làm được nhiều hoạt động vô cùng có ý nghĩa. Đó là cùng nhau góp sức xây dựng hẻm sạch, ngõ xanh, làm đẹp thêm cho phố bằng những mảng tường xanh với đủ loại cây cảnh, hoa lá như thế này. Những mảng xanh mát mắt không chỉ khiến cho con hẻm nhỏ được khoác lên mình màu áo mới, thay cho bức tường bong chóc hay bị dán bậy, vẽ bẩn trước kia, mà còn khiến cho cả khu phố được hưởng lây không khí trong lành. Nó cũng giúp nhiều người dân như ông Minh B xua tan mệt mỏi, thậm chí được tiếp thêm năng lượng sau những giờ đi tuần, làm việc căng thẳng. Vì vậy mà nhiều năm qua, ngoài công việc của một bảo vệ khu phố, người đàn ông này còn kiêm luôn việc trồng cây, chăm sóc những mảng xanh. Kề cận sớm hôm, coi đây như ngôi nhà, như đám con cháu, ông thân thuộc. Thường là đi tuần tra khu phố này cái nọ xong, trong cái thời gian rảnh rỗi thì sẽ chăm sóc cây cối xanh xách, mà mình tưới cây và mình tỉa cây, nhặt những cái lá mà nó bị héo đi mình chăm sóc lại cho nó sạch và nó đẹp. Rồi đất hết này rồi cây là mình mua thêm. Mà nói chung là cũng tính trồng thêm nữa, nhưng mà bây giờ hết chỗ để treo rồi. Trong đó không còn cái chỗ nào để mà treo nó hết chỗ. Nói chung thì nhà khu phố nhà này cái nội dân cũng đồng lòng dữ lắm. Nói chung là nói cái gì là họ cũng bỏ ra, họ cũng thích. Thì còn cái mảng xanh nói chung là đa số ai ra vô cũng được theo. Ngoài cái tên hẻm xanh, khu phố 6 phường Phạm Ngũ Lão quận Nhất còn được ví là hẻm tái chế. Vì đi đến đâu cũng thấy người dân biến tấu những chai nhựa, thùng nhựa thành những chậu trồng hoa, trồng rau, cây cảnh. Đáng chú ý trong số đó còn có nhiều loại cây thuốc nam. Tất cả đều do bà con, mỗi người như ông Minh B gom góp, hoặc thấy ở đâu không dùng tới lại đem về tái chế, tận dụng cho hẻm thêm xanh. Mấy cái này là người ta mình đi làm, người ta như thùng lúa ta bỏ, mình thấy tiếc quá, mình đem về mình suy nghĩ mình tái chế lại, mình trồng cho nó đỡ cho môi trường, giống như là thành phố cũng đang phát động phong trào là tái chế. Nhưng cái thứ hai nữa, còn những cái này là thuốc, cái lục vàng mình đã trị thuốc, nhưng mà sau này có thêm một cái cây nữa là trị Covid, lá về mình bầm ra hoặc là mình ngâm để mình uống. Họ xin có thể là họ mua cũng có, nhưng mà nói về mua thì mình không bán, vậy mình trồng mình chia sẻ. Cái gì mình cần, không có cần thiết thì mình xin, người ta cho mình cho hết rồi mình hướng dẫn người ta về trồng như thế nào ra sao. Nói chung người ta rất thích, đa số là mua thì nhiều nhưng mà mình không có bán, thì cho thì nó hay hơn. Chị em trong khu phố với ban điều hành khu phố có chú bảo vệ hàng ngày tưới cây, chiều bắt đầu là chăm sóc cây, tưới cây. Còn hàng tuần là mấy chị em trong ban điều hành là đi quét rác. Rồi xong rồi cái ghé mảng xanh chăm sóc cây. Mấy người dân ở trong đây người ta thấy, người ta cũng thích. Nhiều người ta cũng tới phụ, người ta đem phân, đem đất tới, người ta góp phần, hoặc người ta có cái cây gì đẹp thì người ta cũng đem tới cho khu phố. Nói chung là kháng khích. Bản thân mình thì mình rất là vui với mỗi lần mình đi ra hẻm nè, mình thấy cây xanh này nè, mình thấy nó cũng thoải mái, không khí mình nó trong lành. Nguyên cái khu phố này cái mình vận động cho từng nhà trồng những cây xanh đó, mỗi nhà là trồng một cây xanh cho làm cho cái khu phố mình nó xanh sạch và đẹp. Không dừng lại ở đó, mô hình cây xanh của hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai hiện nay
cũng đã được nhân rộng ra 4 con hẻm khác. Xây dựng nên những mảng xanh như thế này không dễ. Duy trì nó qua nhiều năm, chống được các vấn nạn như sơn, dán, vẽ bậy lại càng khó hơn. Thế nhưng xuyên suốt 6 năm đã qua, những con hẻm xanh như thế này vẫn được giữ vững. Những mảng xanh cứ thế dần được nhân rộng, tạo nên những khu phố xanh, hành động xanh, tiết kiệm xanh. Người dân, mà cụ thể hơn là chị em phụ nữ nơi đây, hàng tuần, hàng tháng vẫn duy trì thói quen làm sạch môi trường sống, rủ nhau đi gom ve chai, bán để mua giỏ đi chợ, giỏ đựng rác, tặng lại bà con hay gây quỹ giúp cho các học sinh nghèo, hiếu học. Từng là một trong những điểm đen về môi trường trên địa bàn, nhưng khoảng một năm trở lại đây, đường D9, phía bên hông trường tiểu học Võ Trường Toàn thuộc khu phố 12, phường 14, quận 10 cũng đã được khoác lên mình một diện mạo mới có 102. Ngay giữa lòng thành phố, hình ảnh biển đảo quê hương sừng sững hiện lên với cột mốc chủ quyền, với tranh bích họa về khu vực huyện đảo Trường Sa, khu vực nhà gian DK1 cùng hệ thống các mảng xanh. Công trình không chỉ góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, mà còn trở thành điểm tham quan, chụp ảnh và điểm sinh hoạt cộng đồng lý tưởng. Tôi là cái người dân mà sống ở cái khu vực này là hơn 40 năm rồi. Trước đây cái đoạn đường này nó có cái đặc điểm là hai bên là không có nhà dân, cho nên là bà con thường là mang rác các đồ phế thải ra bỏ, là hai bên đường này nó rất là ô nhiễm và nó còn tập trung nhiều cái tệ nạn xã hội của các cháu nữa, nhất là tiêm chích rồi nhiều cái tệ nạn xã hội nó hay tụ tập ở đây. Sau đó là khu phố với triển khai cái chỗ là xây dựng cái vườn gọi là vườn Trường Sa xanh, thì cải tạo là cách đây cũng mới được hơn một năm thôi, nhưng mà cái diện mạo nó thay đổi hoàn toàn, nó trở thành một cái đường giống như là đường xanh, mà cái đường văn minh của xã hội của khu phố luôn. Công trình vườn Trường Sa với tổng kinh phí thực hiện hơn 100 triệu đồng cũng vừa xuất sắc đoạt giải nhất trong hội thi xây dựng công trình xanh sạch thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư năm 2024 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức. Đây là trái ngọt cho những nỗ lực chung sức của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân, đồng thời nó tạo nên động lực thi đua sôi nổi giữa các khu phố, địa phương. Rồi sắp tới đây, phía đối diện, một công trình tương tự nữa cũng sẽ được xây lên, minh chứng cho việc những hoạt động thiết thực thì sẽ được nhân rộng. Phong trào về Trường Sa xanh sẽ tiếp tục được phát động, đóng góp vào quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Cái như cả một cái sự nỗ lực của cấp ủy và ban điều hành khu phố và nhân dân khu vực nó mới được như thế này. Cả một cái thời gian rất là dài, là bao nhiêu năm là bị được cái chỗ này, là cái chỗ là một cái nơi tập trung rác của mọi người đổ trộm. Thì qua những cái đó thì mà khu phố với cấp ủy ở đây thấy bức xúc quá, nhất là cái đêm bên cạnh là trường học nữa. Khi mà họp bàn lại thì nói chung là thôi, bây giờ nhân dịp chuẩn bị xây dựng khu phố văn hóa thì nên làm cái công trình này, mặc dù nó rất là khó khăn. Đầu tiên là chỉ tính làm xây một cái vườn hoa thôi, nhưng khi bắt đầu đang làm những chuyện đó, bảo mình phải làm một cái gì, có một cái ý tưởng gì đó nó sẽ có dấu ấn để cho bà con mình. Nó đã nói là đảo Trường Sa, hoàn toàn là một cái sự nỗ lực, một cái sự chung sức của mọi người thì mới hoàn thành cái công trình này. Mà không ngờ rằng là mọi người nó mang lại những gì rất là tốt cho cộng đồng. Mọi người đã hiểu thêm được cái về cái Trường Sa của Việt Nam mình. Chung phong trào biến bãi rác thành vườn hoa, thành khuôn viên công cộng phục vụ người dân. Công viên 64 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, gần một năm nay cũng đã trở thành điểm sáng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Không ai nghĩ bãi đất trống
nhếch nhác ngày nào, giờ lại được bê tông hóa, trở nên khang trang, sạch sẽ như thế này. Không chỉ được trồng và trang trí cảnh quan xanh khu vực xung quanh, tại công viên này còn được đặt phiến đá có khắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo người dân trên địa bàn. Đây là hồi trước là bến xe cũ, nhưng mà khi mà không còn xe nữa thì cái bãi này nè, nó bề bộn lắm, nó dơ lắm, rồi rác đến, rồi dân người ta đi ra ngang là ta gặp gì ta dục vô cái đó. Cho nên là thời gian sau này được sự quan tâm của nhà nước á, rồi cái chúng tôi cùng ở đây với bà con ở đây nè cũng nghe nói là thành lập cái công viên, cái cũng mừng lắm, rồi cái dân dân ở đây người ta cũng ủng hộ, rồi cái giờ cái được cái nhà nước quan tâm á, làm cho cái công viên bây giờ phải nói là giờ khang trang, rồi cô bác ta đi ra ta tập thể dục rồi ta quan tâm tới, rồi người ta cũng săn sóc công viên, rồi phanh thấy cũng đỡ. Ủy ban á làm cho cái công viên này thì cái không gian nó xanh sạch. Bà con có chỗ tập thể dục buổi sáng và buổi tối, không phải đi xa. Đó, thành ra dân ở đây thích lắm. Đây nè, ở đây mấy chị em xuống trong trồng để cho tô điểm thêm cho nó xanh, nó đẹp. Rồi hàng ngày là tưới nước. Mình ở nhà mình có cái nước vo gạo đó, là nó dư ra thì mình cứ đem ra mình đổ ngoài này để cho nó lên cây nó xanh. Thấy dơ là quét, dọn, chứ không có để cho nó ô nhiễm. Nói chung là cảm ơn chính quyền đã để đến được cuộc sống của dân, tạo cái không gian với lại cái chỗ mà tăng cường cái sức khỏe cho dân. Được biết đây là công trình của cả hệ thống chính trị phường cùng chung tay thực hiện với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời hưởng ứng đợt thi đua 500 ngày chào mừng kỷ niệm 3 năm thành lập thành phố Thủ Đức. Đối với ở địa phương á thì cũng có vận động nhân dân là bà con rồi cũng trồng cây xanh trong nhà để cho nó mát. Rồi bản thân về gia đình thì tôi cũng vận động bà con anh chị em cũng trồng cây xanh, rồi hoặc là ví dụ như không có không gian thì mình treo cây lan, hoặc là mình treo cái này trái kia. Ở ví dụ như nhà tôi nè, giờ con tôi nó có trồng mấy cái cây nho đó, như cây bông tím gì đó, thì nó trồng nó làm một cái vườn cong lên, làm cái mảng xanh để cho nó mát mẻ. Rồi chiều ngồi đó cha con ngồi uống nước đồ trà đồ, nó thấy nó cũng thấy thoải mái hơn. Rồi còn ở đây thì vận động cô bác thì cứ trồng cây xanh ở vòng vòng xanh quanh nhà, hoặc là sớm mình có nhín thời gian 5-10 phút á, mình dọn dẹp nhà cửa rồi xong á mình chăm sóc cây xanh cho nó đảm bảo, thì dân đây người ta cũng phái lắm. Bên cạnh những mảng xanh công cộng thì những mảng xanh tại gia như thế này cũng đã và đang đóng góp rất nhiều, không chỉ cho mỗi gia đình mà có khi còn cho cả một tập thể rộng lớn hơn. Bởi chỉ cần một khoảng sân trước nhà, sân thượng hay khoảng ban công nhỏ cũng đủ để làm nên một vườn rau dinh dưỡng, đủ cung cấp các loại rau xanh sạch và trái ngon ngọt cho mỗi bữa cơm gia đình. Bên cạnh đó, nhiều chị em sáng tạo hơn, thường xuyên trao đổi cách trồng cây, làm vườn để thu hoạch được nhiều hơn các loại rau quả. Qua đó chia sẻ cho hàng xóm xung quanh hoặc bán gây quỹ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Đối với một cái đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong nội thành, thì vấn đề đất để trồng cây cũng là một trong những vấn đề rất là khó khăn. Do đó là các chị em tận dụng, thí dụ sân thượng, thí dụ cái mảng trước nhà mình, không chỉ trồng hoa, trồng cây xanh, mà trồng những cái vườn rau dinh dưỡng để vừa tạo mảng xanh, cũng vừa có những cái vườn rau cho gia đình và cộng đồng. Chúng tôi cũng có những cái buổi tập huấn để cho các chị em là trồng để phát huy cái việc mà các ông chồng cũng như là các thành viên trong gia đình đều có cái cơ hội tham gia để lao động một chút gì đó đối với cái gốc xanh của gia đình mình để cùng giữ gìn. Thì đây là một trong những cái mô hình mà được nhiều chị em hiện nay là đã được nhân rộng ra rất là nhiều, và cũng có những cơ sở hội rất là năng động, ví dụ phối hợp với các doanh nghiệp để hướng dẫn tặng cho những hộ khó khăn về cây trồng, rồi cái hạt giống hoặc là những cái tháp rau dinh dưỡng vân vân cũng được giới thiệu trong cộng đồng. Đứng đầu về điểm nóng rác thải ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Đức thời gian qua đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các điểm đen về rác phát sinh, tái phát sinh, đồng thời kiểm soát tình hình vệ sinh môi trường tại các khu đất trống,
thuộc các dự án chưa triển khai và xây dựng chưa hoàn chỉnh trên địa bàn. Nổi bật trong số đó phải kể đến câu chuyện biến 77 điểm ô nhiễm thành công viên, vườn rau, khu vui chơi thể dục thể thao cho người dân sử dụng. Số lượng cây xanh được trồng mới ở thành phố này hiện cũng đã vượt chỉ tiêu trồng 1 triệu cây xanh trước năm 2025. Thủ Đức đã hoàn thành chương trình 1 triệu cây xanh lần thứ nhất. Chúng tôi đang hướng tới chương trình 1 triệu cây xanh lần thứ hai. Dự kiến là trong năm tới chúng tôi sẽ phát động. Còn về cái việc mà chúng tôi tăng cường phát triển mảng xanh cũng như cải tạo, chỉnh trang lại các cái khu vực mà bị hoang hóa hoặc là các khu vực có quy hoạch là công viên mảng xanh nhưng mà chưa được đầu tư thì đang diễn ra hết sức là mạnh mẽ. Cụ thể, vừa qua chúng tôi cũng đã chỉnh trang 3 khu vực và đã hoàn thành. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ chỉnh trang khoảng 20 vị trí nữa, nâng tổng diện tích chúng tôi chỉnh trang cải tạo lên khoảng hơn 80.000 m2. Như vậy đây là một khối lượng rất là lớn đối với việc phát triển mảng xanh, công viên mà trong thời điểm hiện tại là cái quỹ đất rất là hạn chế. Định hướng từ đây tới năm 2025, thành phố Thủ Đức cũng sẽ triển khai thêm 2 đề án lớn. Đầu tiên là vườn cây quà tặng, một đề án tâm huyết của lãnh đạo thành phố nhằm huy động toàn lực của xã hội, trong đó có các doanh nghiệp, người dân, thậm chí là học sinh, sinh viên cùng góp sức, chung tay phát triển mảng xanh trên địa bàn. Đề án thứ hai là Go Green Thủ Đức, với mong muốn sẽ cải thiện được tình hình vệ sinh môi trường, trong đó có lĩnh vực cây xanh. Hiện cả hai đề án đã hoàn thành và dự kiến được trình lên các cấp thẩm quyền trong tháng 10 năm 2024, kỳ vọng sẽ được triển khai trước Tết Nguyên đán 2025. Còn với định hướng xa hơn là từ năm 2025 đến 2030, đại diện Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã trình lên hàng loạt danh mục các khu vực, các dự án để phát triển mảng xanh, điển hình như khu công viên Lâm Sinh, khu Thủ Thiêm khoảng 128 ha, khu công viên Hồ Điều Tiết Tâm Bình khoảng 108 ha và một loạt các công viên mảng xanh khác. Trước đó, vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, một công trình văn hóa biểu tượng mới giúp tăng cường mảng xanh bóng mát ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Đó chính là đường sách thành phố Thủ Đức. Với chiều dài hơn 190 m, tổng diện tích hơn 3.500 m2, đường sách Thủ Đức không chỉ là một không gian lan tỏa tri thức, với cảnh quan xanh sạch đẹp được ví như một công viên sách, nơi đây còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa cho du khách và người dân ở cửa ngõ phía đông thành phố. Có bóng mát đồ, với lại là thoải mái do không có bị chặt bó bởi người đông hay là khung cảnh xe cộ quá nhiều. Thường là nếu mà còn nghĩ là em nên ra công viên hít thở không khí, hoặc là nếu mà đọc sách thì em sẽ chọn ưu tiên một môi trường nó thoải mái như về mát mẻ như thế này. Giống như vùng quê của em thì nó sẽ có nhiều cây xanh hơn, nó sẽ mát mẻ, không khí nó kiểu mát mẻ, thoải mái hơn. Nhưng mà còn trên này thì em thích đa số cây xanh rất là ít. Giống như bên Thủ Đức này đây thì em thích bên đường sắt mình thì chỉ nhiều cây xanh hơn, làm cho khách được thoải mái, dễ chịu hơn so với chạy ngoài đường kiểu một ngày mệt mỏi thì về đây nó sẽ có một cái gì đó nó mát mẻ rồi tạo ra không khí được thoải mái. Từ lúc mà đường sách này dựng lên thì em thấy là rất là tốt, rất là ổn. Cây xanh trồng lên giờ đây là cũng là nơi nghỉ chân để mọi người thư giãn. Buổi trưa nắng thì ghé đây rất là nhiều cây, cũng mát mẻ, không khí thì tươi, trong lành. Còn ở đây thì như bảo vệ của chúng tôi thì thường xuyên chăm sóc cây xanh, những cây nào xấu không tốt thì dung bón, còn hằng ngày thì trong lúc trời nắng thiếu nước thì chúng tôi vẫn tưới tiêu đều đặn. Ở đây tôi cũng mong muốn chính quyền nhà nước cùng người dân là chung tay, phải cần
trồng thêm nhiều cây xanh để cho cái không gian nó mát, để cho bà con người ta hưởng thụ cái mát mẻ. Để khi không gian nó trống quá thì nắng nâu thì nó nực, rồi mưa gió bão thì không che được. Kế hoạch của chúng tôi là từ nay đến 2025, tức là chúng tôi đặt ra những mục tiêu ngắn, trước mắt, trung và dài hạn. Thì kế hoạch đến 2025 thì như chúng tôi nói là chúng tôi sẽ triển khai hai cái đề án lớn là đề án vườn cây quà tặng và Go Green Thủ Đức. Thì đồng thời là chúng tôi sẽ hoàn chỉnh, chỉnh trang, tôn tạo, cải tạo lại, tức là phục hồi lại các công viên, khuôn viên, mảng xanh mà nó bị xuống cấp, bị hoang hóa, và những cái vị trí, khu đất mà nó chưa được đầu tư, để chúng ta có thể là chỉnh trang lại bộ mặt đô thị, nó vừa đảm bảo vệ sinh môi trường mà cũng vừa được xanh hóa. Chúng tôi quan điểm rằng những khu vực mà chưa được đầu tư thì chúng ta phải giữ gìn nó, phát huy cái giá trị riêng của nó. Ví dụ như chúng ta có thể là phát triển một mảng xanh đơn giản mà ít tốn chi phí trồng cũng như chăm sóc, và nó sẽ được duy trì cho đến thời điểm khu đất đó được sử dụng theo đúng mục đích. Như vậy thì chúng ta sẽ cái thành phố chúng ta lúc nào cũng luôn sạch đẹp, chứ không phải là có hiện nay có những khu vực mà chưa được đầu tư thì nó hàng rào và để đó, hoặc thậm chí là rác sa bằng người ta đổ rất là nhiều. Thì mục tiêu của chúng tôi là như vậy. Ngoài ra thì lãnh đạo thành phố cũng có những cái chủ trương hết sức là nhân văn, hết sức đúng đắn, là tận dụng tối đa các cái vị trí, các khu đất công để phát triển mảng xanh. Đây là một cái quan điểm hoàn toàn là nhân văn và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Thủ Đức. Thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch xây dựng chỉnh trang hệ thống cây xanh, đường phố, trồng mới và cải tạo cây xanh đô thị nhằm làm giảm hiệu ứng đảo nóng đô thị do thành phố hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn cây xanh trên đầu người. Các đường phố hẹp với các tòa nhà cao tầng làm giảm dòng khí lưu thông. Đáng nói, so với nhiều đô thị lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, không gian xanh, tỷ lệ đất dành cho cây xanh ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang ở mức thấp nhất. Thực tế này không khỏi khiến cho nhiều cư dân, đặc biệt là những chuyên gia giàu tâm huyết như kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn phải suy ngẫm. Ông đã từng không ít lần lên tiếng cảnh báo cũng như đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ, phát triển cây xanh trong đô thị. Ở Việt Nam mình về vấn đề cây xanh thì nó là một cái nguy cơ khá lớn cho phát triển bền vững của đô thị Việt Nam. Nếu chúng ta thấy là cái tiêu chí mà diện tích xanh trên đầu người thấp nhất của Liên Hợp Quốc đề xuất á, là 10 m² trên đầu người đó, thì đa số đô thị ở Việt Nam mình chúng ta không đạt. Chỉ có một vài đô thị giống như Huế được khoảng 12 m² trên đầu người. Nhưng Thành phố Hồ Chí Minh mình thì rất là tệ, khoảng 0.5 m² trên đầu người. Có nghĩa rằng là nếu chúng ta muốn đạt tiêu chí của Liên Hợp Quốc là phải tăng lên 20 lần. Và muốn đạt tiêu chí như những đô thị tiên tiến ở Paris, New York thì đó là những nơi người ta có diện tích cây xanh trên đầu người đến 20-30 m² trên đầu người, là Singapore này kia. Thì như vậy đó, chứng tỏ rằng là chúng ta đang có một khoảng cách khá xa với phát triển bền vững. Và cái việc thiếu cây xanh nó dẫn đến nhiều hệ lụy lắm. Hệ lụy đầu tiên là thiếu không gian xanh thì nó sẽ tăng ngập lụt lên. Mưa xuống không có thẩm thấu được xuống đất, không có thẩm thấu, không có giữ được trên cây, và nó sẽ tràn xuống vùng đất rất nhanh, ngập lụt tăng. Ô nhiễm cũng tăng, bởi vì cây đóng vai trò bộ lọc không khí, ô nhiễm cũng tăng. Cảnh quan thì càng ngày nó càng đi xuống. Vô một cái đô thị mà bê tông không thì nó rất nóng bức, nó rất là coi như là không có thân thiện với phát triển du lịch, và ảnh hưởng sức khỏe rất lớn đối với người dân. Thì như vậy đó, trong cái bối cảnh đó, đó thì thứ nhất là chúng ta đừng có chặt cây nữa. Có nghĩa rằng là chúng ta thấy gần đây coi trên báo chí từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là những cái đô thị mà đang phát triển mạnh đó, thì không phải chặt một cây, hai cây, mà chặt mấy trăm cây cổ thụ không, và lấy lý do là phát triển hạ tầng. Nhưng mà cái này thì tôi nghĩ rằng là cũng là một cách ngụy biện thôi. Cái ý thức về mảng xanh ở đây nó rất là thấp.
Với ví dụ một cái cây người ta mọc như vậy là từ mấy trăm năm nay thì cắt đi một cách rất là nhanh chóng và rất là nhẫn tâm, không có một cái ý thức gì cả. Một cái cây như thế đúng là mình phải quý hơn là chính mình nữa mới đúng. Nó sống lâu như thế và nó giúp đỡ cho cái khí hậu trong cái thành phố mình thôi á, nó đã tốt rồi. Thì cả thế giới người ta đều phải quan tâm. Ví dụ bên Singapore người ta quan tâm cho đến nỗi một cái cây á, ta đều có một cái danh tính cho nó và người ta phải ghi chép thế nào và phải giúp cái cây đó nó sống như thế nào. Thậm chí chặt một cái cành đi là có thể vào tù, ví dụ như thế. Thì lại tất nhiên cái chuyện đó nó quan trọng mà chúng ta đều phải có cái ý thức hơn một chút về giữ gìn các cái mạng xanh của đô thị và của quốc gia và nguyên cả trái đất. Để giữ gìn, bảo vệ những mảng xanh đô thị, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng từ nay khi phê duyệt bất kỳ dự án hạ tầng nào, câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là có xâm phạm cây xanh hay không? Nếu xâm phạm thì thiệt hại như thế nào? Và có giải pháp nào khác để chúng ta tránh được việc xâm phạm cây xanh không? Theo các chuyên gia, hầu hết các dự án như làm đường, làm cầu đều có các giải pháp tránh việc phải chặt cây xanh. Và trong trường hợp không có phương án nào buộc phải chặt, dự án đó đốn hạ bao nhiêu cây thì phải trồng lại gấp 3-4 lần. Dù đây là bài toán khó, nhưng đó là điều cần làm thay vì chọn phải chặt cây, hy sinh cho dự án. Bên cạnh việc bảo vệ cây xanh, thì việc tìm cơ hội để tăng diện tích xanh ở những khu dân cư mới hay những khu đất mới cũng là điều cực kỳ quan trọng. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh thì mình có cái khu Thanh Đa, mình có cái khu Tân Thuận sắp tới là hết hợp đồng người ta trả lại, thì và khu cảng Sài Gòn chuẩn bị coi như là sau này là không có làm cảng Sài Gòn nữa, dời cái cảng ra ngoài rồi. Thì những cái khu mà như vậy đó, thì khi mà mình là chỉnh trang đó, thì theo tôi dành ít nhất 50% đất cho không gian xanh, không gian văn hóa, còn lại thì mới làm cho đô thị đó, thì mình phải dành quỹ đất cho nó. Cái bây giờ mình cứ nói mình quan tâm nhưng mà mình không dành quỹ đất cho nó thì chừng nào mình mới tăng được 20 lần. Và đừng có quên là thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ mình đang khoảng trên 10 triệu dân. Nếu mình tăng lên 15-20 triệu thì nhân với 10 m² trên đầu người thì mình cái quỹ không gian xanh nó phải tăng từ từ. Thì tôi tin rằng là ở trong cái bản quy hoạch của thành phố phải chỉ rõ ra là cái diện tích xanh tương lai này nó nằm ở đâu, và mình khoanh vùng nó, mình đừng có đụng nó. Anh phát triển thì anh chấp nhận anh đi xa ra. Theo quy hoạch của thành phố mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch chung của thành phố đó, thì tỷ lệ cây xanh đầu người trên đầu người là 7 m² trên một người. Nhưng mà thực tế hiện nay là tổng diện tích công viên hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 500 hecta, tương ứng với tỷ lệ đó là 0.55 m² trên đầu người. Thì tỷ lệ này vẫn còn thấp so với lại cái tỷ lệ mà được quy hoạch được phê duyệt. Thì thành phố đã lắng nghe các chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực cây xanh, thì mà thành phố mới xây dựng cái chương trình phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2030 có mục tiêu như sau. Giai đoạn 21-25 thì thành phố sẽ phát triển là 150 hecta công viên và 10 hecta mảng xanh. Như vậy thì với cái việc phát triển như vậy thì là tăng cái tỷ lệ cây xanh trên đầu người là từ 0.55 lên 0.65 m² trên đầu người. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn 25-30 thì thành phố sẽ phát triển tối thiểu là 450 hecta và 10 hecta mảng xanh. Như vậy thì tỷ lệ cây xanh trên đầu người của thành phố đến năm 2030 là đạt 1 m² trên một đầu người. Ai cũng biết cây xanh là một phần của tự nhiên, coi chúng là lá phổi của thành phố hay gọi chúng là di sản, là chứng nhân cho văn hóa và lịch sử của một vùng đất, của nhiều thế hệ con người cũng chẳng sai. Chẳng phải bài học vỡ lòng về tôn trọng thiên nhiên cũng chính là gieo ý thức bảo vệ từ những mầm xanh. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu cây xanh nghiêm trọng thì những mảng xanh giữa lòng phố như thế này càng trở nên quý giá. Dù lớn, dù nhỏ,
Đó cũng đã và đang cho thấy sự quan tâm và nỗ lực của nhiều cá nhân, tập thể trước vấn đề tăng diện tích cây xanh trong đô thị. Và để một đô thị trở thành một nơi đáng sống, thì cuộc sống của người dân nơi đó cần phải được bao bọc bởi màu xanh từ thiên nhiên. Đô thị đó phải thực sự xanh.